Vâng, xin chào mừng quý vị và bạn, ta đang cùng đến với một thử nghiệm rất là vui của chúng tôi ngày hôm nay. Đó chính là cái thử nghiệm với những cái chai Coca này. Và đồng hành của tôi trong thử nghiệm này đó chính là anh Hàn. Và chúng tôi sẽ cho ga vào trong chai Coca và nó làm sao thì các bạn đón xem nhé. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta sẽ chơi 12 chai đó, cho nó đã luôn đấy. Nhưng mà là ngay trong cú trả ra bóng đầu tiên thì chúng tôi đã thành công rồi. Chúng ta sẽ chơi tiếp chai thứ 2 nhá. Như vậy là thành công. Một pha xử lý lỗi rồi. Hôm nay chúng ta cho ít ga quá. Cái này tôi sẽ tự xịt và tự thả quăng lên nhá. Rồi. Wow. Rồi, như vậy là bay mất tích luôn rồi. Lên máy nha. Tôi này, các bạn nhìn tôi này. Nhìn tôi nhá. Tôi nói rằng các bạn này không phải hết rồi sao?
tay tôi rất là lạnh. Cái này sẽ bay bao nhiêu mét đây? Ô, mà nó nặng quá, trời ơi. Thiếu ga rồi. Nặng quá. Đây, tôi đang đổi một chai ga khác. 137. Mấy anh đại lấy hộ 2 chai ga nào. Ê! Ơ! Má! Ga mà nó còn rạch kìa. À, tôi nghĩ là chúng ta lên chơi tiếp một cái xe nhỏ và hai cái to nó sẽ để cuối cùng. Nghiệm nào. Rồi, rồi. Bây giờ sẽ cho anh cô xịt ga lại và tôi sẽ thả nhá. Bây giờ nó không còn thời gian đâu. Nào. Rồi. Còn đây là cả quả cao nhất luôn. Và có lẽ chúng tôi sẽ chơi luôn chạy to. Đúng rồi. Rất hợp lý đấy, vì bây giờ tinh thần nó đang lên. Bình to nhưng mà nó bay được khá là xa đấy. Xa nhưng mà tôi nghĩ là hình như nó vẫn chưa đủ độ. Còn này anh em phải quyết tâm cao hơn nữa. Có phải thẳng lên rời cơ. Rồi, thả đi. Ôi. Rồi, như vậy là tấn công mà. Tấn công quay phim. Thôi còn ai chai ra chơi nốt nha. Bây giờ nghĩ đến trò gì chơi nó độc đáo tí nhỉ. Ai chai này. Thả từ trên cao xuống, không thả thấp như thế nữa. Đúng không? Đứng cao lên, đúng rồi, đứng xì cao vào lên. Xong đứng cao lên thả. Không... Bây giờ thằng nào làm của thằng đấy, thằng nào thả của thằng đấy nhá. Rồi. Nhất trí. Thế tôi sẽ làm trước. Rồi, bay lên tòa nhà 3 tầng luôn. Tuyệt vời. Wow, quả này nó cao phải 15 mét các bạn ạ. Thế là sẽ đến lượt anh Trung Tô. Biết anh có vượt qua kỷ lục của tôi không?
sát lại. Đó, kỷ lục của tôi đang là khoảng 15 mét. Còn là mất luôn tích chai luôn. Wow! Vậy là tôi đã chiến thắng. Tay chung. Vâng, thì hôm nay chúng ta vừa đến với một cái clip về một thí nghiệm với lại chai Coca. Các video tiếp theo tôi sẽ làm những cái thí nghiệm thú vị hơn. Thì có gì các bạn chưa được quên like, share như là ủng hộ tôi bằng cách là comment bên dưới nha.